Ôi, xin chào mọi người nha. Mọi người hôm nay xem nè, con bé Mộc nè, con bé Mộc này là cha mẹ nó, cha mẹ nuôi của nó hôm nay đi bệnh viện, mẹ nuôi của nó có bầu chuẩn bị sinh em bé cho nên đi bệnh viện làm cả 7-8 ngày nay rồi, cho nên ở nhà không ai chăm sóc nó hết. Nhìn cái mặt nó, người nó, mọi người thấy nó dơ chưa? Đây để cho mọi người xem mình dơ dơ thế nào. Rồi, đây là mọi người thấy tay nó nè, người đã dơ này đó. Mình ở thời gian mình đi làm không có thời gian rảnh, cho nên những lúc rảnh á, thì mình chăm sóc chó nhà mình, cho nên hôm nay mình qua mình thấy nó, để cho mấy đứa nhỏ ở nhà, mấy đứa con nít ở nhà nó chăm lo nó cho ăn á, thì có bữa được bữa cái rồi, thân thể là dơ rồi. Dơ lắm luôn, dơ mà đến thúi quắc bốc mùi luôn á. Cả tuần nay không được tắm, cái dòng này mà không được tắm là dơ lắm mọi người đấy. Ôi, không được tắm giờ lắm luôn, người xuống quá thì cái chân nó này gớm nhỉ. Thì hôm nay mình về, mình đi qua chơi mình thấy vậy cho nên mình đem nó về nhà mình nha, mình đem về nhà mình chăm sóc cho bọn nó, để cho bọn nó sạch sẽ, ăn uống đầy đủ một chút, rồi nay mai ba mẹ nuôi nó về thì mình sẽ trả lại cho ba mẹ nuôi nó nha. Chứ để mấy đứa nhỏ nó nuôi chọc cho nên nó là nó cứ cho ăn cái hạt, nó đổ suốt cái hạt nó cho ăn à. Chứ ngoài cái hạt ra là nó còn mấy đứa nhỏ nó không cho ăn cái gì hết. Thôi bây giờ để mình coi, mình chỉnh cái máy quay xưa. Dạ. Con mập này nặng quá chừng luôn. Thôi bây giờ mình sẽ tắm cho nó một cái nha. Sao đây? Đi. Tắm gì? Đứng đi. Tắm nha. Ồ, thấy nước khoái lắm luôn á. Đây, thấy nước khoái lắm luôn nha. Con này là khoái nước, còn con kia ở đây nó có hai con nha. Bên bên cha mẹ nuôi nó có hai con. Nhưng mà cha mẹ nuôi nó đi nằm viện để sinh em bé trong tuần này rồi. Mai mốt mà cha mẹ nó về thì mình sẽ bắt về lại nha. Con này con Đại Mộc, còn con kia trà xanh nha. Cái con trà xanh nó cũng tội nghiệp lắm, ngày mai mình làm clip mình quay cho mọi người xem. Đấy, bây giờ chủ yếu mình quay con này trước. Con nào cũng dơ hết trơn á. Ôi, đứng im đó, để tắm rửa sạch sẽ à. Một chai coi. Đấy, lại sử dụng một chai nước, cái này là sữa tắm nha. Đấy, xà bông tắm của nó. Đứng im nghe con. Tắm cho sạch sẽ rồi, để ở nhà dơ quá. Đó, con này nó phái nước lắm luôn nha. Hãy nhìn mình kìa, trời ơi, trời ơi, dơ quá. Tắm cho sạch sẽ rồi. Cha mẹ nuôi đó sẽ bị động thai ấy, cho nên đi bệnh viện nằm mấy bữa nay là 7-8 ngày nay rồi, cho nên đợi đến ngày sinh em bé thôi, cũng gần sinh rồi. Trong thời gian này mình thấy bọn nó để bị bỏ, mấy đứa nhỏ bỏ bê quá, cứ nằm ở đấy dưa quá chừng được không, cái chân này không biết sao cho hết luôn. Mình qua mình thấy nó dơ quá, mình kêu chết rồi, dơ quá chừng. Thôi đem về nhà ngay, bọn nó đưa mình đem về liền. Đó, đem về chăm sóc, chút nữa là đem đi ăn uống nha. Hôm nay có đồ ăn. Mấy cái dòng chó này á, phải tắm rửa sạch sẽ, tỉa lông, tỉa lá sạch sẽ mọi người. Nó giống như con quỳnh đời vậy mà nó lai. Nếu mà không chăm sóc sạch sẽ thì nó sẽ bị dơ và bị ghẻ nha. Đó. Đang tắm nó bỏ chạy ra ngoài, bắt vô lại nè. Để coi. Lì, nói là lì. Nó thấy mấy con chó ngoài kia chơi cho nên nó phải chạy theo nha. Phải chạy theo. Không. Tự nhiên nó đang tắm nó chạy ra ngoài cái nhảy tới lên đống cát nằm lăn. Lăn xong đống cát dơ luôn nè. Hột cát mấy to chà bá nè, sao dơ quá.
làm sao cho ra chỗ này đi chơi. Đứng cái dòm tôi cái gì này, đứng đi chạy nó bị đòn á. Đứng im để lấy cho nó lên sà bọc xíu. Đấy, sạch sẽ liền. Ủa, đúng là một phần không tắm, phần không tắm cho nên người kia gì mà nó dơ nghiêm lắm, xà bông không đủ luôn á. Tự nhiên về biến tôi nữa, trời ơi thiệt tình. Tôi tắm cho mấy người cho tôi tắm luôn hay gì đây hả? Cho tôi tắm luôn hay gì vậy? Mấy bữa khoái đó mà nằm ngửa ra, mấy bữa khoái nằm ngửa đó mà. Đó, giờ quá trình ấy rồi. Mình tắm cho nó, cuối cùng nó làm cho mình tắm luôn. Thôi, nay mai cắt tóc tỉa tay rồi bớt đi, dừa quá rồi nha. Rồi sạch sẽ trắng trẻo rồi đó. Mấy đứa này nay mai mình sẽ hớp cho nó nha, chứ mình không có cho ra tiệm. Ra tiệm hớp thì nó nhiều tiền lắm luôn á. Cái đầu tóc của cái đó nó hớp lâu của nó chứ cũng mắc không mình hớp đầu tóc của mình á. Rồi. Dạ, đứng im. Đổ nước rồi. Đứng lên đây. Đứng lên đây. Đứng lên đây. Đứng im, đừng có chạy nữa. Rồi. Uống nước tùm lum rồi. Đứng im. Má không? Đi giống cừu khó quá à. Đấy, sao? Trời này á, nhiệt độ bây giờ nó ba mấy bốn chục độ, tắm chỗ này là mát luôn á. Đấy, đứng im. Tắm cho sạch sà bông này đỡ ghẻ. Đó, bây giờ là màu trắng, hồi nãy toàn màu đen không chứ không thấy cái con người nó màu trắng chứ nào nha. Đứng im đừng có nhảy nữa, đứng im không có nhảy. Đứng im để sạch sạch bông coi. Xong sung sướng mà mờ bông cũng đẹp ha. Tắm xong rồi nhìn ha, đại mộc, nó tên đại mộc nha mọi người, đưa cái mặt lên coi mát mà bữa lên mấy bữa khoái nước lắm mà. Vậy là mập. Rồi. Đây rồi. Vệ sinh từ trên xuống dưới cho sạch nha. Để ấy. Bây giờ mình đem nó qua bên nhà mình nè, mình sẽ cho nó ăn uống thịt cá này kia vô nha. Chứ để bên kia nó ăn vào cái mấy cái đồ không có tốt, với là nhiều khi bao đồ thiêu á, mấy tụi nhỏ nó không biết nó lại cho ăn luôn nha. Cho ăn luôn nó sẽ bị đau bụng này kia đó. Rồi, sướng chưa, sạch tưng chưa. Đây, rồi vuốt cái mông đó nữa này. Đấy, xong rồi vô sấy nha. Sấy chút nó vô trong nhà, sấy chắc mình không quay ở trong nhà đâu. Vô trong nhà nó đi theo một giai đoạn đó. Mất thời gian dài lắm. Đấy, hôm nay mình chỉ tắm cho nó sạch thôi. Thôi một phần là cha mẹ nuôi của nó đi đi bệnh viện nằm bữa nay là hình như ngày thứ 8 rồi. Cũng may là nó chịu ăn mấy cái hạt, nó không bị ốm nha. Còn nếu mà không ăn cái hồi hạt đó thì nó sẽ bị ốm. Đưa cái mỏ à. Đó. Tắm dầu hoa sen sướng lắm mà. Đưa cho đi coi. Cái giò nữa. Trời ơi, dơ mập ơi. Đúng là mập. Tắm sạch bông này. Rồi, chân đâu? Cái chân này dọc dơ. Nó lông nó dài quá cho nên dội nó hơi lâu để cho nó rất sạch bông, nó hơi lâu nha. Đứng lên coi, rút cái đầu cái này nè.
cái đĩa còn xà bông là nay mai ấy trở thành hoàng thượng luôn đấy con, giống cái đầu ta vừa. Bây giờ mình sẽ cho bé vô trong kia để cho sấy, dùng cái máy sấy của phụ nữ sấy tóc đó, sấy cho nó khô nha. Rồi trong khi đây mình lên đó, nó lên lầu nó ấy quá nên mình không có quay thôi, mình sẽ xin tạm dừng clip ở đây nha. Hẹn gặp lại mọi người trong một clip tiếp theo nha. Đưa tay làm gì hỏng mày. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại.